Hội thứ tư, phẩm diệu hạnh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở núi Thiếu Phong thuộc thành Vương Xá, cùng chúng đại bí sô 1250 vị đều là bậc A-la-hán. Các lậu đã hết, không còn phiền não, được tự tại hoàn toàn, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như con ngựa trí đã được luyện tập thành thục, cũng như rồng chúa. Việc đáng làm, đã viên mãn, việc phải viên mãn, bỏ được gánh nặng, đạt được lợi mình, chấm dứt các hữu lậu, tránh chi giải thoát, đạt được tự tại, rốt ráo đệ nhất. Trừ A Nan còn bậc hữu học, cụ thọ thiện hiện, liền làm thượng thủ. Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ thiện hiện, bằng biện tài của mình, nên vì chúng đại Bồ Tát, ông hãy giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dạy bảo giáo giới, làm cho các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được rốt ráo. Khi đó Xá Lợi Tử suy nghĩ, hôm nay thiện hiện dùng biện tài giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát, hay nhờ sức oai thần của Như Lai? Nhờ oai thần của Phật, cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của Xá Lợi Tử, liền bảo cụ thọ Xá Lợi Tử, đệ tử của Phật nào dám giảng thuyết chỉ bày, tất cả đều là nhờ sức oai thần của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì trước tiên Phật giảng thuyết chỉ bày pháp yếu cho người khác, người ấy y theo lời Phật dạy, tinh tấn tu học, chứng đắc thật tánh các pháp, sau đó lại giảng thuyết chỉ bày cho người khác, nếu không trái ngược pháp tánh, đều là nhờ oai thần của Phật gia bị. Do đó, sự chứng đắc ấy đồng với pháp tánh, nên nay tôi sẽ giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát, và dạy bảo giáo giới đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm cho họ mau được rốt ráo. Đều nhờ lực Phật, chẳng phải biện tài của mình làm được việc đó. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài dạy con giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát, và dạy bảo giáo giới họ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mau được rốt ráo. Bạch Thế Tôn gọi là Bồ Tát, vậy với khái niệm nào gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp nào gọi là Bồ Tát, cũng không thấy có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, con đối với Bồ Tát và pháp của Bồ Tát chẳng thấy chẳng đắc, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thấy chẳng đắc, thì làm sao con có thể giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, vậy con dùng những Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nào để giảng dạy cho những chúng đại Bồ Tát để họ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được rốt ráo? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào nghe những lời như vậy, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, đúng như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói mà an trụ, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho được hoàn toàn, thì đó chính là dạy bảo giáo giới chúng đại Bồ Tát, làm cho đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mau được rốt ráo, cũng gọi là giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho họ. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học như thế, nghĩa là không chấp trước tâm đại Bồ Đề. Vì sao? Vì tâm chẳng phải bản tánh của tâm, bản tánh vốn tịnh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, này thiện hiện, có phi tâm và tánh của